Alo, xin chào các bạn. Thường thường các bạn bypass bằng cái tool iBoy á, thì mình cũng thấy có nhiều bạn hỏi là đăng ký cái mã acid free sao á. Thì hôm nay mình làm thêm cái video này á, mình hướng dẫn các bạn ha. Ví dụ cái con máy này là máy Hello nè, thì đầu tiên mình phải get cái file Hello nó trước, giống như backup cái file Hello các bạn. Bây giờ mình bấm get nè, thì nó báo là cái mã acid này nè là chưa được đăng ký ha. Thì vui lòng đăng ký. Thì giờ đăng ký thì các bạn trên tool đó, các bạn để ý, các bạn thấy cái chữ Regity không? Bấm vô cái tab này nè, là nó nhảy qua cái Telegram. Các bạn cài cái Telegram trên máy tính mình á, rồi mình mở lên là nó sẽ link vô cái group của iBoy nha các bạn. Khi mà vô group iBoy á thì bắt đầu là mình bấm chữ Start trên cái Telegram nè, là vô cái bot mà để mình đăng ký cái mã acid đó các bạn. Tài khoản mới thì nó cho mình 5 đô ha, các bạn đợi khoảng tầm 50 giây nó tạo cho mình một cái tài khoản á. Rồi mình kiểm tra lại cái account á, là nó có 5 đô free nè, các bạn thấy không, 5 đô nha. Thì giờ mình muốn đăng ký mã acid á, thì trong cái tab menu á, nó có hiện cái sẹt acid nè, thì các bạn bấm vô nó sẽ có cái form mẫu cho mình ha, ví dụ như sẹt acid khoảng cách, rồi mình copy cái mã acid trên cái tool của mình á, mình dán vô. Nhưng mà trước khi các bạn copy cái mã acid á thì mình phải kiểm tra coi copy chính xác không nha, nó phải khớp với cái trên bao tool đó, nó phải có cái cú pháp là không nhân rồi bắt đầu cái từ số hay chữ gì nha các bạn, các bạn nhớ nha. Rồi mình copy nè, chắc ăn là copy trên tool, rồi mình gõ sẹt acid rồi khoảng cách, rồi mình dán cái mã acid của máy mình vô, rồi mình bấm enter là nó tự động đăng ký cho mình cái mã acid thành công nha, đăng ký free luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn kiểm tra lại tài khoản coi thử còn nhiêu, thì còn 2 credit nè, vậy tính ra là một mã là trừ 3 credit nha. Thì các bạn cứ như vậy mà các bạn làm thôi. Rồi mình trở lại cái tool, mình refresh nó một cái, mình coi thử nó đăng ký chưa. Rồi ngon lành nha các bạn, là đăng ký thành công nè, nó khá là đơn giản ha. Thì cũng có nhiều bạn hỏi đăng ký như thế nào thì trên tool nó có hướng dẫn hết các bạn. Đó, bây giờ mình get hello thành công nè, rồi mình tiến hành mình bypass hay mình ram disk gì đó tùy mình, tùy theo tool nha. Cái tool này thì nó get hello thì nó tạo cái mã udit nha các bạn, này udit này, nhưng mà cái đó cái tên tuổi không quan trọng đâu, cái quan trọng mình vô cái mình kiểm tra coi có cái file acti á, nó có cái số lượng kb á, cái này là 6 kb hoặc 8 kb á, là mình acti thành công nha, các bạn nhớ kiểm tra nha.